rễ ha. Chúng ta tưới như thế này, thời gian mà chúng ta tưới cũng một là một cái thời gian để chúng ta cảm thấy là rất là thư thái sau những giờ làm việc ha bà con ha. Ngày nào chúng ta cũng chăm, cứ 17 ngày, 10 ngày là chúng ta tưới lại hồ mít Hoa Kỳ một lần nha bà con nha. Xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết, khi đến với siêu thị cây giống thì Oanh cùng với các anh chị thường hay chia sẻ với bà con của chúng ta những cái kỹ thuật trồng trọt, những loại cây giống mới làm sao cho giúp cho bà con có một cái khu vườn có giá trị kinh tế thiệt là cao, giúp gia tăng gấp đôi gấp ba thu nhập của quý bà con trong thời gian rất là ngắn. Và bên cạnh đó thì Oanh cũng thường hay chia sẻ với bà con những loại cây ăn trái, nó vừa có trái để ăn mà vừa có cái giá trị về mặt tinh thần thiệt là cao, ví dụ như là cây tắc Mỹ mà bên Oanh đã nuôi dưỡng đã cho trái và trong những cái video trước, hoặc là cây táo thái còn gọi là jujube hả bà con ha, cái tên nó rất là dễ thương. Bà con có thể thấy là những cây táo này nó đã bắt đầu nó cho những cái trái rất là dễ thương rồi, nó bắt đầu đậu trái rồi. Thì nhiều bà con khi mà mua cái cây táo tháo này về thì bắt đầu là alo lên siêu thị cây giống hỏi quanh làm sao, cách làm sao để chúng ta chăm sóc cây táo thái này để giúp cho cái trái táo thái nó to rất là nó phải to, nó phải đẹp và đậu trái nó nhiều. Thì cái này nó liên quan tới vấn đề là dinh dưỡng của cây ha bà con ha, nó sẽ liên quan tới vấn đề là dinh dưỡng của cây, nên là ngày hôm nay Oanh sẽ chia sẻ với bà con cách để chúng ta gọi là nuôi dưỡng, cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách hữu cơ, nó không sử dụng hóa học, chúng ta sẽ sử dụng hữu cơ nhé bà con nhé. Và chúng ta sẽ nuôi dưỡng ở phần rễ và chúng ta nuôi dưỡng cái phần cành, phần lá để mà giúp cho cái cây của chúng ta phát triển một cách khỏe mạnh và đậu cái trái thì là cao. Thì bà con cũng biết cây táo thái mà để dưỡng mà nó có trái như thế này thì cũng đã khá là lâu, nên là khi bà con mua cây này về, Quên nghĩ là bà con cũng sẽ rất là cưng những cái cây trái táo thái mà chúng ta tự tay trồng nên và chúng ta biếu, hoặc là chúng ta cho gia đình mình thưởng thức những loại trái cây như thế này, chúng ta cảm thấy rất là yên tâm ha bà con ha. Thì bộ sản phẩm dinh dưỡng mà Quanh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta để chúng ta sử dụng để nuôi dưỡng cái cây táo thái của chúng ta là, chúng ta nếu mà chúng ta có nhiều cây, trong vườn có nhiều cây thì bà con có thể sử dụng là siêu dưỡng cây. Dòng siêu dưỡng cây này là dòng chuyên sử dụng cho những cái cây mà đang mang trái, hoặc là những cây đang mang hoa, và những cây phục hồi sau khi mà gọi là cây bị suy, hoặc là cây sau khi là thu hoạch á, tức là sau khi chúng ta hái cái này xong rồi là thu hoạch thì chúng ta có thể sử dụng siêu dưỡng cây. Một canh như thế này là 5 lít, bà con có thể pha với 2000 lít nước, mà nếu chúng ta vườn chúng ta ít thì chúng ta có thể pha theo tỷ lệ, ví dụ như là một bình 16 lít thì chúng ta sẽ pha 40cc, tức là tương đương với là một cái nắp này. Tương đương với 2 nắp của canh siêu dưỡng cây này thì chúng ta sẽ vừa phun và vừa tưới lên trên lá. Còn nếu bà con nào, bà con cũng hay hỏi Quanh là bây giờ vườn cô rất là ít, cô mua một cái canh như thế này về sử dụng nó sẽ có hiệu quả, nhưng ngược lại là thấy là để nó hao tiền quá, thì bà có thể sử dụng phương pháp nào thay thế hay không, thì chúng ta có thể sử dụng là humic Hoa Kỳ. Humic Hoa Kỳ nó cũng sẽ có cái tác dụng giúp làm nuôi dưỡng cái bộ rễ và nuôi dưỡng cái phần lá, phần trái ở phía trên, nhưng mà đây là công thức không cao cấp bằng cái siêu dưỡng cây, nên mà nhưng mà con vẫn có thể sử dụng. Khi sử dụng humic Hoa Kỳ thì bà con sẽ kết hợp với siêu vọt đọt. Humic Hoa Kỳ thì chúng ta sử dụng để tưới cho cái rễ ha bà con ha, giúp cho cái rễ của chúng ta khỏe, là cây nó sẽ hút dinh dưỡng một cách mạnh mẽ để nuôi trái và nuôi lá ở phía trên. Còn siêu vật đọt chúng ta sẽ phun lên trên lá làm cho những cái lá của chúng ta nó bóng, nó mượt, nó đẹp như thế này, và đồng thời nuôi dưỡng cái trái luôn để giúp cho cái trái của chúng ta to và đẹp hơn. Vậy là chúng ta vừa cung cấp dinh dưỡng ở phần rễ và vừa nuôi dưỡng cái lá và cái trái ở phần trên bằng siêu vật đọt, thì Quanh nghĩ là cái trái nó sẽ rất là to. Và cũng theo một cái sự chia sẻ rất là chân thành của một người cô, thì cô chia sẻ là từ ngày sử dụng humic Hoa Kỳ thì bắt đầu là cô thấy là cái số lượng trái của số lượng trái ở trên cành của cây nó đã nhiều hơn rất là nhiều, và thấy trái nó cũng khá là to, ăn cũng khá là sweet, rất là khá là ngọt, thì cô cảm thấy rất là vui, rất là thoải mái, rất là dễ chịu khi mà cô chăm sóc khu vườn của mình. Thì đây cũng là một niềm vui rất là lớn của siêu thị cây giống, tại vì Quanh nghĩ là bên cạnh những cái giá trị về mặt kinh tế chúng ta
kiếm tiền hàng ngày, thì những giá trị về mặt tinh thần, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại quá nhiều những cái vấn đề, quá nhiều những cái thử thách trong cuộc sống thử thách chúng ta, thì Oanh nghĩ việc cân bằng giữa cái giá trị kinh tế và giá trị tinh thần rất là quan trọng. Cũng giống như Oanh, sau những cái thời gian mà đi vườn để chăm sóc vườn cho khách hàng, cho quý bà con, hoặc là Oanh đi xuống sữa đứng những cái cơ sở sản xuất của mình, thì sau những thời gian đó thì Oanh thường cũng hay nghe nhạc, đọc sách, rồi đặc biệt rất là thích đi du lịch những nơi tĩnh lặng để có thể cân bằng lại cuộc sống. Và nếu mà không đi du lịch được thì Oanh lại rất là thích chăm sóc cây cảnh, chăm sóc cây có những cái cây mà có trái như thế này thì Oanh lại càng thích hơn. Tại chúng ta sẽ thấy hoa, chúng ta có thể thấy hoa đây nè bà con, cây nó đang cho hoa nè, rất là xinh. Và chúng ta có thể chăm sóc những cái trái như thế này để mà chúng ta sẽ có những cái trái ngọt rất là tuyệt vời ha bà con ha. Thì thôi bây giờ Oanh sẽ bắt đầu chia sẻ vào bên trong. Là nếu mà con sử dụng gọi là siêu dưỡng cây thì chúng ta sẽ pha một bình 2 lít như thế này, bà con sẽ pha với dùng Oanh là khoảng 5cc. Còn một bình 3 lít như thế này pha khoảng 10cc ha bà con ha. Còn nếu chúng ta sử dụng humic Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ pha một nắm. Ở đây thì hôm nay Oanh sẽ sử dụng humic Hoa Kỳ để nhiều khi bà con sợ tốn kém, hoặc là bà con không có điều kiện thì chúng ta đây là dạng ở dạng là vẫy, nhưng mà dạng vẫy mịn ha bà con ha. Chúng ta sẽ bỏ vào bên trong thùng và chúng ta khuấy đều lên. Và humic Hoa Kỳ là hoàn toàn không có sử dụng phẩm màu, nên bà con thấy tay Oanh là không có bị dính phẩm màu gì hết. Đây là những hạt còn lại chưa có kịp tan ở trong nước thôi, chứ không có gọi là bị phẩm màu ha bà con ha. Thì chúng ta có thể là pha hai nhóm nhỏ như thế này, sau đó chúng ta rửa tay lại nha bà con, chứ chúng ta cũng nó hữu cơ nhưng bà con cũng nhớ rửa tay lại ha. Rồi còn cái bình này hồi nãy lúc nãy Oanh đã cũng pha sẵn cái siêu vọt đọt để Oanh tưới cho những cái cây kia rồi, nên là bà con sẽ thấy là chúng ta không cần pha lại. Ok, rồi bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ tưới một cái gốc nha bà con nha. Cái dinh dưỡng từ humic Hoa Kỳ sẽ giúp nuôi dưỡng bộ rễ của cây, và một tháng bà con có thể bón thêm những cái phân gà nở dạng viên á, để chúng ta bón thêm một lần nữa để cung cấp dinh dưỡng cho cây từ phân. Còn này là dinh dưỡng cho rễ ha. Chúng ta tưới như thế này, thời gian mà chúng ta tưới cũng là một cái thời gian để chúng ta cảm thấy là rất là thư thái sau những giờ làm việc ha bà con ha. Ngày nào chúng ta cũng chăm, cứ 10 ngày là chúng ta tưới lại humic Hoa Kỳ một lần nha bà con nha. Đó, con thấy đó, rất là cưng, rất là dễ thương. Đây là cung cấp dinh dưỡng cho rễ bằng humic Hoa Kỳ, và đối với phần lá và phần trái ở phía bên trên thì chúng ta sẽ sử dụng gọi là siêu vọt đọt. Siêu vọt đọt này thì bà con có thể là pha theo như thế này. Siêu vọt đọt một chai nửa lít này chúng ta pha với lại 500ml, pha với lại 400 lít nước. Tuy nhiên đối với những cây nhỏ, một cái bình nhỏ thì chúng ta có thể pha là 20 đến 25cc cho một bình 16 lít nước. Đối với một bình là 2 lít nước như thế này thì Oanh sẽ pha là khoảng 3cc ha bà con ha. Chúng ta sẽ pha khoảng 3cc. Chúng ta có thể sử dụng những cái bình như thế này, chúng ta là bơm tay ha nha bà con nha. Chúng ta bơm tay lên và sau đó chúng ta sẽ phun lên trên lá. Phun lên cả lên trái luôn. Đây là dạng hữu cơ nên bà con chúng ta không có sợ gì hết nha. Oanh dám dùng tay mà. Nè, chúng ta phun lên ha. Yếu rồi. Này phải bơm nhiều hơn nữa. Và chị em phụ nữ nào mà buổi tối mà có cần tập thể dục á, thì chúng ta lấy cái bình này ra chúng ta bơm mà chúng ta xịt tưới cho cây thì nó cũng gọi là thon gọn cánh tay của chúng ta ha. Không như Oanh này nè. Oanh hay thích bơm như vậy lắm. Để cho thon gọn cánh tay. Nói cái anh chưa anh cười. Nè bà con ha, chúng ta phun lên trên lá, phun luôn cả trong thân để nuôi dưỡng thân luôn. Cái siêu vọt đọt sẽ giúp nuôi dưỡng cái lá của chúng ta ở dạng công thức tế bào nano, nó sẽ thấm rất là sâu vào trong lá, nuôi dưỡng cái lá. Khi mà lá nó khỏe nó sẽ quang hợp tốt, nó tổng hợp dinh dưỡng tốt hơn và đồng thời nuôi dưỡng cái lá của chúng ta luôn. Và cái cành nó thì nó sẽ bật ra nhanh hơn. Và đối với táo thái thì bà con có thể thấy là cái cành nó dạng mềm, thì bà con của chúng ta có thể là cho nó leo vàng hoặc là cho nó trồng một cây như thế này cũng được. Về thì bà con có thể thay chậu. Còn ở đây thì Oanh đang để trong vườn, Oanh không có thay chậu. Thay chậu thì bà con rất là đơn giản thôi, không có gì khó. Cứ cũng bón humic Hoa Kỳ ở dưới và phun siêu vọt đọt ở trên như thế này. Đó, cây thì cũng đã đều rồi. Bà con thấy không ạ? Rất là dễ làm ha bà con ha.
rất là dễ làm, rất là dễ cưng đó. Mà con thấy cái trái này nè, sau một thời gian nó sẽ to lên rất là nhiều, nó sẽ làm chúng ta cảm thấy thú vị hơn trong cái cuộc sống này, đúng không ạ? Ở phía dưới thì chúng ta sử dụng humic Hoa Kỳ, ở phía trên chúng ta sử dụng siêu vật đọt để phun. Hoặc nếu bà con có điều kiện hơn và chúng ta muốn cho cây phát triển mạnh hơn, hoặc là cây đang bị suy, thì bà con có thể sử dụng siêu dưỡng cây để mà chúng ta vừa phun vừa tưới luôn nha bà con nha, vừa phun vừa tưới. Và bộ sản phẩm, ba cái sản phẩm này bà con có thể sử dụng được cho cả lan, hoa kiển ha bà con ha, lan và hoa kiển, những cây kiển trong nhà, bông giấy đồ này kia, bông trang, tất cả đều có thể sử dụng được. Và đối với mai thì siêu thị cây giống có một cái dòng mà Oanh cũng đã sử dụng, cảm thấy rất là ok. Và đặc biệt Oanh nói ok thôi thì chưa có đủ, mà khách hàng sử dụng rất là hài lòng và sử dụng đi sử dụng lại rất là nhiều lần. Đó là vu mai, là dành chuyên biệt dùng cho cây mai vàng, cây những cái loại cây đặc biệt là thể hiện một mùa xuân ha bà con ha. Thì đây là cái cách chăm sóc cây táo Thái sau khi chúng ta mua về. Cái phương pháp này bà con cứ định kỳ 7 đến 10 ngày chúng ta làm một lần cho cây, còn định kỳ thì một ngày chúng ta sẽ tưới nước cho cây một lần. Và cây táo Thái thì đặc biệt là bà con phải trồng ngoài nắng, chúng ta không để trong mát được ha bà con ha. Để trong mát thì cây sợ không có đủ ánh sáng để quang hợp, như vậy cây sẽ thiếu chất dinh dưỡng và cây sẽ không phát triển một cách mạnh mẽ được. Đây cũng là một món quà tinh thần rất là lớn cho những cái anh chị đang muốn tặng cho những cho cha mẹ của mình, những người đã về hưu không có thời gian, thời gian thì khá là nhàn rỗi, thì bà con thì các anh chị có thể tặng cho cô chú món quà như thế này để cô chú có cái để mà chăm sóc hàng ngày, có thêm nhiều cái thú vui hơn trong cuộc sống, bên cạnh cái việc là chăm sóc con cháu hoặc là đọc sách nghe nhạc ha bà con ha. Rồi đây là một vài cái chia sẻ của Oanh, rất là cơ bản, rất là đơn giản và rất là dễ thực hiện, và đặc biệt là rất là hiệu quả, chia sẻ với bà con của chúng ta cái cách để chúng ta chăm sóc cây táo Thái đang có trái như thế nào. Và bà con có thể áp dụng cho khu vườn lớn ở ngoài luôn nha bà con nha. Chúng ta sẽ áp dụng cách này cho khu vườn lớn ở ngoài luôn nha, chứ không phải là trong ở trong chậu như thế này thôi ha. Rồi bà con, nếu bà con chưa rõ nữa, bà con có bất kỳ thắc mắc gì, bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình để Oanh cùng với các bạn có cơ hội được đồng hành với bà con nhiều hơn, chia sẻ với bà con tận tình và chu đáo hơn, đi sâu vào cái vấn đề mà bà con đang gặp phải nhiều hơn nữa, cụ thể hơn nữa, bằng cách bà con gọi vào số hotline. Còn nếu bà con muốn thăm trực tiếp vườn bà con thì bà con cứ để lại địa chỉ để bên Oanh có thể đến sắp xếp lịch và đến trực tiếp thăm vườn và giúp quý bà con xử lý vấn đề tại chỗ, cũng như được có cơ hội được học hỏi và chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu từ quý bà con của chúng ta. Một lần nữa Oanh xin thay mặt đội ngũ của siêu thị cây giống cảm ơn quý bà con rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo hữu ích hơn về cách chăm sóc cây trồng, về những loại cây giống mới. Bà con nhớ đăng ký kênh, like và share video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.